túi may bao trái cây em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Một kho bao trái cây rất chi là nhiều và cũng đang chuẩn bị tới vụ để các bác nhà mình bọc quả. Thì đơn vị em sẽ may từ những kích thước nhỏ nhất cho tới kích thước lớn. Kích thước nhỏ nhất thì em sẽ cho các bác nhà mình xem cái túi các bác nhà mình bao mận này, bao cam, bao la thái. Đây những kích thước này nha các bác nhé. Và với những cái bao bọc này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Số lượng thì tùy theo các bác nhé, các bác cứ đặt bao nhiêu là em sẽ gửi từng đấy. Đây là cái kích thước nhỏ, là kích thước 18-16 là kích thước nhỏ nhất của đơn vị em. Đấy, và giá của nó thì đang là 55.000/100. Đấy, và khi các bác mà mua từ 1.000 em miễn phí ship nhé. Thì với cái công dụng của túi này thì em chi tiết để cho các bác nhà mình xem. Đây thì trên tay em cầm, đây là cái túi bao quả mướp đắng này, các bác có thể bao xoài. Kích thước của nó thì đáy của nó sẽ là 18 và nó cao là 30. Cái này nếu như các bác bao quả mướp đắng thì rất chi là phù hợp. Bao bơ đấy ạ. Cái cây bơ, quả bơ của các bác nó rất chi là đắt. Nhưng với một cái túi này các bác có thể sử dụng tới 2 vụ, giúp cho không có con ruồi nào châm để hỏng quả được của các bác. Chống sâu bệnh, chống giảm lắng, cực kỳ là tốt nhé. Bởi vì với những cái dòng túi này của đơn vị em thì đều có chống UV, chống tia cực tím toàn bộ. Và chất liệu thì sơ dai. Cái túi này thì chủ yếu là đơn vị em sẽ may về túi vải để các bác nhà mình sử dụng cho nó an toàn tuyệt đối. Và với những cái chất liệu này thì nhà em sẽ may bằng cái chất bao sơ dai để các bác nhà mình dùng tối thiểu sẽ phải được 2 vụ ở cái dòng túi vải không dệt này. Đấy, cũng có bác sử dụng được hơn nhé. Và nó cũng tùy thuộc theo những cái vùng miền, những cái chỗ mà ánh sáng quá nhiều hoặc là những cái chỗ mà nó bị nước quá nhiều. Đấy thì cũng sẽ không thể nào tránh được là qua cái thời gian sử dụng là các bác nó cũng sẽ là bị hỏng như các bác nhé. Đấy thì với cái túi này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và ngoài những kích thước nhỏ ra thì đơn vị em sẽ còn có túi bao bưởi. Đây là kích thước bao bưởi 30-35 nhé. Sẽ có cả 30-30, 25-30, 20-20. Tất cả kích thước thì khi các bác mà đang quan tâm thì hãy vào Zalo của em hoặc liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Em sẽ báo từng kích thước để các bác nhà mình được biết. Và cũng có thể là các bác sử dụng kích thước nào thì các bác báo luôn tới em là tôi đang cần kích thước này, thì em sẽ tư vấn các bác cho nó dễ. Đấy, và tới túi mít các bác nhé. Túi mít thì bên em sẽ có 4 loại. Đây là túi lưới thái này. Túi lưới thái là một dòng túi siêu bền, giúp các bác sử dụng 4 vụ trở lên, 3-4 vụ trở lên tới 5 vụ. Đấy, và với cái túi lưới thái này thì đây là cầm 2 cái nhé. Đây là 1 cái. Tất cả cái dòng lưới của nó thì sẽ là lưới cước. Và ở đầu của nó thì sẽ có một cái dây rất là dai. Đây này là dây dây cước. Tất cả đều là dây cước thái hết luôn. Cái dây này thì khi các bác mà treo quả mít mà lặng quá, các bác có thể buộc cái dây này lên trên cành để giữ quả mít của bác nó sẽ an toàn hơn. Và đặc biệt nữa thì nó sẽ chống sâu bệnh, chống ong, chống tất cả các con côn trùng mà đang muốn xâm nhập quả mít của các bác. Một quả mít mà vài trăm nghìn như cái túi này nó chỉ có mấy nghìn đồng thôi, nhưng các bác có thể sử dụng được 4-5 vụ. Đấy, và khi xem được video mà các bác đang quan tâm tới thật nhiều những cái dụng cụ về đồ nông nghiệp, đồ làm vườn, thì các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để cho em có một cái động lực để đưa tới các bác những cái sản phẩm tốt nhất nhé. Thì chắc chắn là các bác trong miền Nam và các bác miền Bắc thì đã biết tới đơn vị em qua những cái sản phẩm này. Đơn vị em là đơn vị em Thảo, em Trường Thảo. Nhà em sẽ có tất cả những cái dụng cụ về đồ nông nghiệp để tư vấn các bác. Và đây cũng là một cái chất túi em muốn đưa tới các bác trong cái mùa làm vườn của năm tới này. Kích thước nhỏ nhất, kích thước to nhất nhé. Và túi cái mít này thì nó đang là 50-70. Có nghĩa là chiều dài của nó là 50 và chiều rộng của nó là 70. Đấy, và túi vải này thì em cũng có túi 50-70. Đấy, tùy theo nhu cầu phục vụ của các bác. Và túi lưới mùng nhé. Nếu như các bác mà quan tâm tới túi lưới mùng. Lưới mùng là nó là cái chất liệu như là màng tuyên đấy các bác ạ. Siêu dai, sẽ bền hơn là túi vải các bác nhé. Nhưng mà cái mùng này nó sẽ an toàn 90% thôi. Túi vải thì sẽ an toàn 100%. Nhưng mà túi lưới chỉ an toàn tới 90% thôi. Bởi vì nó, các bác tưởng tượng nó như là cái màng tuyên ấy, thì cũng có thể là cái phần nào quả nó sát ra phần túi thì con ong nó vẫn có thể là châm được. Nhưng mà cũng có vùng miền thì các bác cũng chỉ dùng túi mùng thôi, các bác không dùng túi vải. Đấy là tùy thuộc theo các bác nhé. Thì các bác cứ nghiên cứu kỹ, đang cần mẫu nào hoặc đang cần tham khảo thì cứ vào Zalo của em hoặc liên hệ trực tiếp thì em sẽ tư vấn các bác. Và đại lý em là đại lý lớn nhất khu vực miền Bắc này. Em đã nhận cung cấp tới những nhà vườn lớn
hoặc là từ các bác mua chỉ 200 cái thôi, một bình là 100 này, em cũng sẽ gửi nhá. Nhưng các bác mua ít thì sẽ mất tiền ship, mất ít thì chỉ mất 3.000 tiền phí ship thôi. Còn cứ mua nhiều là em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Còn với cái túi mít này, 100 túi này em đã miễn phí ship rồi các bác nhé. Túi vải mít, túi lưới mùng mít, túi mùng cứng và mùng mềm sẽ có rất nhiều ảnh để các bác nhà mình được xem kỹ qua những khi các bác mà vào Zalo của em. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký để em đưa tới cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất các bác nhé. Chào và hẹn gặp lại.